Sony A7 Mark 4 chụp lens. Cái này phải thuê rồi. Nếu mà hai máy phải thuê, mình có một máy thì thuê một máy, ví dụ thế. Cái này chưa tính được này. Cái này thì đúng rồi, nó lên như này thì đúng rồi. Thì bản mà 5 mình... Nếu mà thuê này thì nhà mình làm thì dịp mình làm cái thuê này thì mình có lãi không? Mình vừa được 50% không? Mình thuê người, người mình diễn. Sẽ có đấy. Này đây tính đơn giá là 3.256.000 trên một tập. Giá thì rẻ mà. Rẻ đúng không? Ngày xưa ấy, em quay quay hút 4 triệu một tập, hơn có khi hơn 4 triệu. Đấy là máy móc có sẵn đấy, mà không cần phải đèn nón, chưa có đèn nón. Ví sao ví kịch bản, ví edit, quay, ví diễn viên, mà còn ví đạo diễn đấy. Em gửi cho anh cái tán gái con không? Đấy, cái này không muốn này đâu. Cái này cho một cái nào không? Cái này miếng ngọt đấy cả phụ mày. Cho vào. Cho rồi.